chào và cảm ơn quý vị đã chọn Sáng miền Tây của truyền hình Đồng Tháp để bắt đầu buổi sáng cuối tuần hôm nay. Quý vị thân mến, tại huyện Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp, trong nhiều năm qua, có một chuyến xe thiện nguyện mỗi ngày cứ đều đặn lan bánh, mang thực phẩm đến cho các bếp ăn tình thương. Hành trình ý nghĩa cùng những tâm sự của người tài xế làm nên chuyến xe yêu thương này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình sáng nay. Nhưng trước tiên, mời quý vị hãy cùng điểm qua những tin tức thời sự vừa được chúng tôi cập nhật trong một Chuyển động bốn phương. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ điều tra 3.400 doanh nghiệp về thực hiện tiền lương. Ngăn chặn xử lý hoạt động sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả, in lậu trước năm học mới. Lửa thiêu rụi 15 gian hàng trong vụ cháy chợ Mỹ Đức ở An Giang. Thưa quý vị, trong chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh chiều hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ thông xe hầm chui ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kết nối nhà ga T3. Ông cũng đến công trình dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất để kiểm tra tiến độ. Đến nay, giá trị giải ngân của dự án nhà ga T3 là gần 6.000 tỷ đồng, tương đương 55% kế hoạch. Mục tiêu đề ra đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam sẽ hoàn thành dự án này. Kiểm tra và động viên các kỹ sư và người lao động trên công trường xây dựng nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các cơ quan liên quan, chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, các nhà thầu trong triển khai dự án, bù lại tiến độ bị chậm trước đây. Thủ tướng cũng đặc biệt biểu dương tinh thần lao động hăng say của hơn 3.000 công nhân, cán bộ và kỹ sư trên công trường. Dự án có công suất phục vụ 20 triệu hành khách mỗi năm, gồm 1 tầng hầm, 4 tầng nổi trên tổng diện tích 112.000 m², với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành công trình vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy tinh thần chỉ bằng làm, không bằng lùi, vượt nắng thắng mưa, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để thi công đảm bảo chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Những hình ảnh dòng chữ phun sên ngoạch ngoạch như thế này xuất hiện nhan nhản từ khu vực trung tâm đến ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều điểm vẽ bậy vừa được xóa, ngay lập tức đã bị hình vẽ mới đè lên, gây mất mỹ quan đô thị. Để khắc phục tình trạng này, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành sửa chữa và chỉnh trang chống vẽ bậy tại 12 cây cầu hầm chui lớn. Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai các biện pháp nhằm giải quyết căn cơ vấn nạn này. Loạt cầu đường lớn được sửa chữa và sơn chỉnh trang chống vẽ bậy nằm ở các khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị thi công sẽ tẩy xóa hình vẽ bậy, sơn phủ lớp sơn trắng bóng trả lại hiện trạng ban đầu. Sau đó tiếp tục sơn thêm lớp chống dính phủ lên bề mặt. Khi các công trình bị vẽ bậy sẽ dễ dàng khắc phục và có thể dùng khăn ướt hoặc máy xịt nước tẩy xóa. Các công nhân đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến trước ngày 20 tháng 8, hàng loạt cây cầu tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được sơn lại hoàn toàn. Việc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch chống vẽ bẩn, vẽ bậy là cần thiết. Song chế tài để xử lý các đối tượng thực hiện hành vi này cần phải nặng hơn. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, nhất là các bạn trẻ, cũng cần lắp thêm nhiều camera giám sát ở các công trình giao thông, văn hóa, du lịch trọng điểm mới ngăn chặn được hành vi bôi bẩn phố phường. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa quyết định điều tra tình hình lao động, tiền lương trong doanh nghiệp trên phạm vi 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước. Đây là điều mà các địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn, thị trường lao động phát triển. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở để Hội đồng Tiền lương Quốc gia xem xét đề xuất mức lương tối thiểu năm 2025. Việc điều tra sẽ được tiến hành trên phạm vi 3.400 doanh nghiệp có số lượng doanh nghiệp lớn, thị trường lao động phát triển. Trong đó, hai địa phương có số lượng doanh nghiệp được khảo sát nhiều là Hà Nội với 700 doanh nghiệp và 1.400 lao động, Thành phố Hồ Chí Minh với 800 doanh nghiệp, 1.600 lao động. Doanh nghiệp thuộc diện điều tra được thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đến thời điểm điều tra vẫn đang hoạt động. Các đơn vị này đại diện cho 3 nhóm quy mô lao động từ 10 đến dưới 100 người, 100 đến dưới 300 và từ 300 người trở lên, thuộc các loại hình có vốn đầu tư nước ngoài, nhà nước và ngoài nhà nước.
khoảng 6.800 lao động làm việc trên một năm, giữ vị trí chức danh khác nhau trong doanh nghiệp sẽ được điều tra. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ thu thập thông tin gồm tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương năm 2023 và quý 1 năm 2024, tác động chi phí, mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, kỳ vọng về mức điều chỉnh lương tối thiểu năm 2025 và cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình. Năm học mới 2024-2025 đang đến gần. Đây cũng là thời điểm mà các gia đình bắt đầu mua sách giáo khoa cho con em mình. Tuy nhiên, tình trạng sách giả, sách lậu, trà trộn đang là nỗi lo của không ít phụ huynh. Bởi trong thời gian vừa qua, nhiều vụ kinh doanh và sản xuất sách giả, sách lậu đã bị lực lượng chức năng trên cả nước phát hiện và xử lý. Đây là một trong số 80.000 quyển sách giáo khoa giả mạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa bị Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện và thu giữ. Trước đó, các đội quản lý thị trường các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Nai và Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phát hiện và tạm giữ hơn 76.000 cuốn sách giáo khoa giả các loại, tổng trị giá hàng vi phạm trên 1 tỷ 200 triệu đồng. Các cuốn sách giả còn được các đối tượng dán mã vạch hay tem chống hàng giả giống y hàng thật, khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát hiện xử lý. Trong sách hiện nay nó cũng là có các cái tem nhãn, nó cũng giống như là nếu mà mình nhìn mắt thường thì rất là khó phát hiện, do đó đòi hỏi đối với cán bộ là phải được tập huấn. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn thực hiện kế hoạch kiểm tra và tập trung vào các mặt hàng, trong đó chú trọng về mặt hàng sách giáo khoa nhất. Đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết lợi nhuận cao chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn sách giả, sách lậu tồn tại và có chiều hướng phức tạp, tinh vi như hiện nay. Người dân cần đến các công ty sách và thiết bị trường học hoặc hệ thống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để tránh mua phải hàng giả. Từ ngày 7 tháng 8, hàng ngàn con bò sữa và bê tại 5 xã thuộc hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bị bệnh tiêu chảy và chết hàng loạt. Đáng chú ý, toàn bộ số bò đều bị bệnh sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên bò. Hôm qua, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến kiểm tra thực tế công tác triển khai phòng chống bệnh để cứu đàn bò sữa tại Lâm Đồng. Sau khi kiểm tra thực tế một số chuồng trại có bò mắc bệnh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các cơ quan trung ương cùng địa phương cần nhanh chóng triển khai mọi giải pháp để cứu chữa gia súc bị bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cũng như tránh để bị bệnh lan rộng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp cũng cho lắng nghe các ý kiến của giới chuyên gia, qua đó đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung một số nhiệm vụ chính như Cục Thú y cùng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phác đồ điều trị chính thức cho bò bị bệnh để phổ biến kịp thời đến người dân, cùng người dân điều trị, ngăn chặn bệnh lây lan. Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan trung ương, doanh nghiệp đầu ngành về chăn nuôi sẽ hỗ trợ vật tư y tế, thuốc men cho tỉnh Lâm Đồng điều trị bò bị bệnh. Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang xảy ra 3 ổ dịch bệnh heo châu Phi tại 17 hộ chăn nuôi. Số heo chết tiêu hủy là 145 con. Đến nay dịch bệnh đã qua 20 ngày, mầm bệnh được khống chế tốt, không lây lan diện rộng. Song song với công tác khoanh vùng xử lý các ổ dịch, thì các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cũng đã được triển khai tại các vùng giáp ranh với thành phố Vị Thanh. Huyện Vị Thủy có trên 800 hộ chăn nuôi heo, tổng đàn trên 8.400 con. Tại hai xã tiếp giáp với thành phố Vị Thanh là xã Vĩnh Thuận Tây và xã Vị Thủy, lực lượng chức năng đã cấp phát hóa chất, hướng dẫn và giám sát người chăn nuôi tự tiêu độc sát trùng chuồng trại. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo hộ chăn nuôi triển khai tiêm phòng, nhất là vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Thì cũng khuyến cáo bà con chăn nuôi là cũng phải thực hiện tốt cái khâu an toàn sinh học trong chăn nuôi. Cái thứ hai nữa là cái việc mà chọn lựa giống vật nuôi thì cũng phải chọn những nơi có cái nguồn gốc rõ ràng. Cái thứ ba nữa là thực hiện tốt cái công tác vệ sinh tiêu độc chuồng trại. Cái thứ tư nữa là cái khâu về thực hiện tốt cái khâu tiêm phòng các cái bệnh thường xảy ra trên cái đàn chăn nuôi. Theo thống kê, đàn heo của tỉnh Hậu Giang hiện có trên 146.000 con, trong đó có trên 100.000 con heo thịt. Ngành nông nghiệp tỉnh đang chỉ đạo chặt chẽ việc tái đàn đúng thời điểm, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tăng cường thông tin về công tác phòng bệnh để đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, hạn chế thấp nhất rủi ro thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
5 người đàn ông sau khi quân giác bột BAC, loại bột thường dùng để xử lý nước, thì xuất hiện các triệu chứng như là khó thở, co giật. Các bệnh nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó 3 người hôn mê, phải thở máy. Trưa hôm qua, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên các nạn nhân. Cụ thể, 5 trường hợp này nhập vào khoa cấp cứu Bệnh viện huyện Bình Chánh vào chiều ngày 9 tháng 8. Trước đó, họ đã vận chuyển bột BAC xử lý nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và kỹ thuật Trương Nguyệt, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Thời điểm nhập viện, 5 người đều trong tình trạng suy hô hấp cấp, ngộ độc chất vô cơ, được đặt nội khí quản, thở máy. Hiện họ đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, hai bệnh nhân bị giảm nồng độ oxy trong máu, làm suy hô hấp, diễn tiến nhanh nên tình trạng đang rất nặng. Hiện đang được thở oxy và thở máy. Trong đó, bệnh nhân nặng nhất đã được các bác sĩ cho lọc máu để loại bỏ chất độc. Trưa hôm qua, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, sau khi tiếp nhận hai bệnh nhân chuyển từ bệnh viện huyện Bình Chánh do bệnh nhân bị tím tái, bệnh viện Trưng Dương đã nhanh chóng liên hệ bệnh viện Nhi Đồng 1 đề nghị chia sẻ thuốc đặc trị quý hiếm và được chia sẻ ngay 8 ống thuốc. Ngay sau truyền, tình trạng tím tái của hai bệnh nhân được cải thiện dần, hiện đã tỉnh táo. Rạng sáng hôm qua, lửa bùng phát tại chợ Mỹ Đức, tỉnh An Giang do hỏa hoạn xảy ra vào lúc khuya. Chỉ một vài tiểu thương còn ở lại, dùng các bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không được, nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan thiêu rụi 15 gian hàng. Bước đầu, cơ quan chức năng địa phương đã trao hỗ trợ mỗi hộ thiệt hại 6 triệu đồng. Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, người dân đang ngủ thì nghe tiếng nổ tại kiosk kinh doanh đồ nhựa nằm bên trái chợ Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nên đã tri hô và trình báo lực lượng chức năng. Do kiosk chứa nhiều vật dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang các kiosk còn lại. Thấy lửa lan nhanh và khó khống chế, người dân nhanh chóng tri hô và trình báo lực lượng chức năng. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, sau khi đám cháy được dập tắt, nhiều vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn. 15 gian hàng chỉ còn lại khung sắt, các gian hàng bị cháy kinh doanh túi xách, giày dép, đồ nhựa đều là các vật liệu dễ cháy. Thống kê thiệt hại sơ bộ, vụ cháy chợ làm 15 kiosk bị thiêu rụi, trị giá hơn 1 tỷ 200 triệu đồng. Công an huyện Châu Phú đang kết hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Những ngày qua, nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng gay gắt. Tại tỉnh Quảng Bình, chỉ trong vòng 3 ngày, địa phương đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng. Trong đó, vụ cháy rừng Bạch Đàn ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm người cùng phương tiện chữa cháy. Sau hơn 1 ngày mới cơ bản dập tắt được đám cháy. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 8, người dân địa phương phát hiện đám cháy tại rừng Bạch Đàn ở thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông. Nhận tin báo, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo hơn 450 người, trong đó có khoảng 100 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, bộ đội, dân quân tham gia chữa cháy. Do đám cháy xảy ra ở khu vực đồi cao, trời nắng nóng, gió thổi mạnh nên các lực lượng gặp khó khăn trong chữa cháy, tạo đường băng cản lửa. Đến tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến sáng hôm qua, thời tiết hanh khô, gió to đã tạo điều kiện cho ngọn lửa bùng phát trở lại. Lực lượng chức năng tiếp tục đến hiện trường dập lửa. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 8, ngọn lửa đã được dập tắt. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Dù thế giới đã qua giai đoạn đen tối của dịch COVID-19, nhưng đến nay, những thông tin và tác động của các triệu chứng hậu COVID-19 vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Medicine mới đây, khoảng 400 triệu người trên toàn thế giới đang gặp các triệu chứng và di chứng hậu COVID-19 kéo dài. Trong nỗ lực khái quát những thông tin và tác động của các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài trong vòng 4 năm kể từ khi căn bệnh này được xác định lần đầu tiên, nghiên cứu chỉ ra rằng phí tổn kinh tế ước tính từ các yếu tố như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người mắc COVID-19 kéo dài không thể quay lại làm việc là khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu mỗi năm, tương đương 1% GDP toàn cầu. Bên cạnh đó, khoảng 6% người trưởng thành trên toàn thế giới đã mắc các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài. Nhiều người vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và việc điều trị căn bệnh này vẫn là một trong những thách thức lớn nhất. Một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết, báo cáo này cũng nhằm mục đích cung cấp lộ trình cho các ưu tiên về chính sách và nghiên cứu hiện tại và tương lai. Chè đậu đỏ là món ăn thường được các bạn trẻ dùng trong ngày thất tịch 7 tháng 7 âm lịch với mong muốn thoát cảnh cô đơn. Tuy nhiên, khác với mọi năm, số người tìm đến món chè này dịp thất tịch năm nay lại giảm mạnh. Thông tin chi tiết cùng với một số tin tức thị trường khác sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
Mời quý vị cùng theo dõi. Giá thanh long, dưa lưới cùng giảm và đang ở mức khá thấp. Trái lại, giá dừa khô ở Trà Vinh lại đang tăng cao nhất kể từ đầu năm. Gần đây, nhiều loại thanh long và dưa lưới được đưa về bán tại nhiều chợ và điểm bán trái cây với mức giá khá thấp. Theo nhiều tiểu thương, do nguồn cung dồi dào và sức tiêu thụ yếu nên giá thanh long và dưa lưới bị giảm thấp, nhất là những loại trái cây không đạt chuẩn để xuất khẩu. Tại nhiều điểm bán trái cây, thanh long ruột trắng và ruột đỏ được bán với giá từ 8.000 đồng đến 15.000 đồng một ký. Mức giá này đang thấp hơn ít nhất từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký so với những tháng trước. Còn dưa lưới tại nhiều chợ và điểm bán trái cây cũng đã giảm từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một ký so với trước, về mức 25.000 đồng đến 30.000 đồng một ký. Tuy nhiên, cũng có những loại dưa lưới được bán với giá lên đến 40 đến 80.000 đồng một ký, thậm chí cao hơn. Từ đầu tháng 8 đến nay, giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tiếp tục tăng cao, mức giá thu mua tại vườn từ 110.000 đến 115.000 đồng một chục, tức 12 trái. Với giá dừa như hiện tại thì nông dân trồng dừa có thu nhập từ 75 đến 80 triệu đồng một hecta một tháng. Những tháng đầu năm, giá dừa khô thường xuyên dao động ở mức từ 50.000 đồng đến 55.000 đồng và bắt đầu tăng cao dần. Đến đầu tháng 8 này, giá dừa tăng vọt lên mức cao nhất kể từ đầu năm. Tuy giá dừa khô tăng cao, nhưng do đang là thời điểm mùa mưa nên sản lượng dừa cho trái khô thấp hơn 20% so với mùa nắng. Thương lái thu mua dừa cho biết giá dừa khô tăng cao do nguồn cung thiếu nhiều. Diện tích vườn dừa ở tỉnh Bến Tre, Trà Vinh bị ảnh hưởng xâm nhập mặn nên sản lượng cho trái giảm đến hơn 50%. Cây dừa bị ảnh hưởng xâm nhập mặn đến nay mới khôi phục lại sức sinh trưởng. Trong khi đó, nhu cầu nguồn nguyên liệu dừa khô của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để chế biến các sản phẩm như than hoạt tính, sữa dừa, nước cốt dừa cấp đông phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu đang tăng mạnh. Giá cà phê hiện nay đã ở mức 122.000 đồng một ký, tăng tới 2,5 lần so với thời điểm này năm ngoái. Nông dân phấn khởi, nhưng ngược lại, doanh nghiệp lại lo lắng vì nguồn cung cà phê khan hiếm. Dự báo tình trạng này sẽ còn tiếp tục làm ảnh hưởng đến xuất khẩu mặt hàng tỷ đô này. Niên vụ 2023-2024, diện tích trồng cà phê là hơn 709.000 hecta, sản lượng cà phê giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1.470.000 tấn. Đây là mức thấp nhất trong 4 năm qua, làm giảm mạnh nguồn cung cà phê trên thị trường thế giới. Dự báo sản lượng cà phê vụ tới sẽ giảm từ 15 đến 20% do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và diện tích trồng cà phê không thể mở rộng thêm. Tình trạng khan hiếm nguồn cung đẩy giá lên cao sẽ tiếp diễn trong những năm tới. Giá cà phê Việt Nam đang ở mức tốt, nhưng theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, đến tháng 10, khi vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024-2025 bắt đầu, nguồn cung cà phê mới tăng trở lại. Nguồn hàng cà phê xuất khẩu đang trông chờ vào sản lượng và chất lượng của vụ thu hoạch mới. Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, kéo giá vàng nhẫn trong nước leo thang. Theo đó, giá vàng nhẫn đã tăng thêm khoảng 200.000 đồng mỗi lượng và đang tiến gần giá vàng miếng SJC. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết như sau: mua vào 76.500.000 đồng một lượng, bán ra 78.500.000 đồng một lượng. Giá vàng các loại của công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp niêm yết như sau: vàng nhẫn trơn và ép dĩ KLC 4 số 9 mua vào 7.540.000 đồng một chỉ, bán ra 7.640.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang Kim Long KLC 24 carat mua vào 7.440.000 đồng một chỉ, bán ra 7.620.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang cao cấp Kim Long KLC 18 carat mua vào 5.200.000 đồng một chỉ, bán ra 5.500.000 đồng một chỉ. Về tỷ giá một số loại ngoại tệ thông dụng, theo niêm yết của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp như sau: đô la Mỹ mua vào 24.900 đồng, bán ra 25.270 đồng; đô la Úc mua vào 16.112 đồng, bán ra 16.797 đồng; euro mua vào 26.711 đồng, bán ra 28.176 đồng; bảng Anh mua vào 31.216 đồng, bán ra 32.544 đồng; yên Nhật mua vào 165 đồng, bán ra 174 đồng.
Thưa quý vị, xuất phát từ mong muốn san sẻ với những người còn khó khăn xung quanh, gần 10 năm qua, anh Nguyễn Thanh Sông, tên thường gọi là anh Phong, vẫn miệt mài đóng góp và là thành viên thường trực của ban điều hành bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ tiếp nhận thu gom rau củ cho bếp ăn của bệnh viện, anh Phong còn tình nguyện chở rau củ đến những nơi cần xung quanh như bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Lai Vung và các bếp ăn không đồng trên địa bàn huyện. Đặc biệt là dành hàng trăm suất rau củ mỗi ngày để chia cho bà con gặp khó khăn ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, quê hương anh. Mời quý khán giả cùng đồng hành và tìm hiểu hành trình thiện nguyện của anh Phong quý vị nhé. Trước giờ em đi bên tổ từ thiện Sa Đéc để xin đồ gỉ nấu cho bệnh nhân ăn. Cứ 3 giờ sáng thì em đi tới khoảng 8-9 giờ sáng. Ít cái này, người nào làm được như cái chú Phong này, mỗi lần có chiếc xe nhỏ, rồi giờ mới mua thêm chiếc xe để chở cho nó nhiều. Chú Nguyễn Thanh Sông là một thành viên ở trong tổ hậu cần của bếp ăn. Nhiều năm qua chú tham gia công việc này rất là tích cực, làm cho cái bếp ăn tình thương của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc là có nhiều cái thuận lợi, yên tâm trong cái việc mà cung cấp rau củ hàng ngày để đảm bảo cho cái bếp hoạt động thường xuyên. Sau khi mà đã dự phòng xong cho 3 ngày sắp tới ở bếp ăn tình thương thì số rau củ này sẽ được anh Sông chuyển đến những cái nơi cần thiết nữa, và trong đó thì có địa phương của mình. Dạ. Bây giờ là anh chuyển bao nhiêu? Khoảng này là bao nhiêu anh Sông? Cái này trên dưới nó khoảng 1 tấn đồ rồi. Dạ. Bao nhiêu đây là mình được chưa hay là anh còn ghé nhận thêm ở đâu nữa? Rồi thì bao nhiêu đây thì nó cũng đã vừa rồi, nhưng mà mình ghé thì bà chị mình nhận một ít nữa. Dạ. Nhưng bao nhiêu đây cũng được cho. Dạ, chị đó chắc cũng mới quen anh ha. Dạ, dạ. Những cái chợ đầu mối mà chủ vựa rau củ đó, người ta nhiều thì người ta điện, người ta cho mình. Bữa nay xin mấy bà cả châu. Thì tác phẩm anh Trình Đô của biết anh Liên Lê Dung này xin nhận 2 bao cả cho cô cho bà con bệnh nhân biết ăn. Dạ dạ. 2 bao đủ cho chú 2 bao ha. Rồi, nhận 2 bao đi. Gian hàng không đồng thời gian qua phát huy rất là tốt, giúp cho bà con có những cái hoàn cảnh khó khăn tiết kiệm được một cái khoản tiền nho nhỏ đó để góp phần ổn định cuộc sống của bà con nó tốt hơn. Bà con ở đây thì đa phần là các hộ khó khăn với công việc làm thuê, là đi hái nấm hay là trồng mít. Buổi sáng tầm 8-9 giờ bà con sẽ ghé ngang cái gian hàng không đồng của anh Sông để mà nhận rau củ quả về. Bên cạnh đó thì cũng có các cô ở xóm thấy được cái việc làm ý nghĩa của anh Sông cho nên là đến đây để phụ chia các cái phần rau củ ra cho bà con, vậy phải không cô ba? Đúng rồi, thấy rồi mừng không kịp thì tụi tôi lại mừng tiếp, phụ rồi cũng cho rồi này kia, tụi tôi cũng xin gian nữa này, cũng như là cộng đồng đi mình làm từ thiện tiếp. Số lượng mình đem gì nó nhiều quá thôi, mình nhờ bà con lại vô bọc rồi ai thích ăn gì cứ lại lấy nó thôi, khoảng chừng 200-300 phần mà đồ ăn gì đó. Chú này cho từ hôm đó nay thì giúp đỡ tận tình cho nhà cơm, quán cơm không đồng của tôi ở dưới thì tôi cũng biết ơn. Nhằm lan tỏa cái việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc cũng như là các tổ chức chính trị xã hội sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho gian hàng của anh Phong được duy trì và nâng chất hơn nữa. Đồng thời là trong cái thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình này đối với các 4 ấp còn lại trên địa bàn của xã Quả Long. Một phần rau củ như thế này tuy là giá trị vật chất không có nhiều nhưng mà lại chứa đựng tấm lòng của một người nông dân chân chất vào lòng nhân ái. Và hơn thế nữa thì đây còn là sự gắn kết của những tấm lòng yêu thương nhau, đùm bọc nhau, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong cuộc sống này. Dạ đúng không anh Phong? Dạ đúng rồi, mình làm hoài được hoài luôn. Dạ. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một chuyện nắng chuyện mưa để cập nhật những thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ dự báo 3 ngày có nắng. Buổi trưa, một vài nơi ở khu vực miền Đông ghi nhận nắng nóng 35 độ C. Các địa phương còn lại phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C.
Đến chiều tối, mây dông phát triển gây mưa, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Mặc dù số điểm mưa lớn không nhiều, nhưng trong mưa dông quý vị cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cũng như ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, khu đô thị nhé. Còn tại Bắc Bộ, tối qua mưa lớn đã xảy ra tại nhiều địa phương. Dự báo là đợt mưa này sẽ kéo dài đến giữa tuần sau với tổng lượng mưa từ 100 đến 300mm, tại vùng núi có nơi mưa trên 500mm. Còn trong hôm nay, lượng mưa sẽ phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 180mm. Các khu vực trũng thấp cần đề phòng ngập úng. Ngoài ra thì một mối nguy hiểm khác cần đặc biệt lưu ý đó chính là sạt lở đất. Hiện nay thì nền đất đá tại khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đang yếu. Do vậy, với lượng mưa hàng trăm mm trút xuống thì đất đá có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động cảnh giác. Phần cuối của một chuyện nắng chuyện mưa hôm nay sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.